Chào mừng các em đến với chương trình ôn tập trực tuyến trung tâm du lịch của trường trung học cơ sở Thị Văn E. Tôi sẽ phụ trách nội dung ôn tập kiểm tra định kỳ cuối kỳ 2 môn lịch sử lớp 7 năm học 2020-2021. Nội dung ôn tập của chúng ta sẽ bao gồm các bài 24, 25, 26 và nội dung lịch sử địa phương. Ở bài 24, khởi nghĩa nông dân đàng ngoài, thì cô giới hạn phần ôn của chúng ta sẽ là trình bày về các cuộc khởi nghĩa lớn. Trong cái phần trình bày này, có thể sẽ có hai yêu cầu. Một là các em trình bày bình thường theo thứ tự các cuộc khởi nghĩa. Hai là chúng ta sẽ trình bày theo dạng lập bản thống kê. Với bài 25 phong trào Tây Sơn, thì trong bài 25 này cô sẽ giới hạn nội dung ôn là 3 phần. Một, lật đổ chính quyền họ Nguyễn, tức là các em sẽ nói về cái quá trình mà Tây Sơn đã lật đổ chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Nội dung ôn thứ hai của bài 25 là công cuộc đại phá quân Thanh của vua Quang Trung trong năm 1789. Thì ở phần 2 này, các em sẽ trình bày lại diễn biến của trận đánh đại phá quân Thanh vào năm 1789 của vua Quang Trung. Nội dung thứ ba của bài 25, các em sẽ ôn tập phần ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn. Trong cái phần này thì yêu cầu của nội dung ôn tập là chỉ tập trung vào ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn, không yêu cầu phần nguyên nhân thắng lợi em nhé. Bài 26, Quang Trung xây dựng đất nước. Trong bài 26 này chúng ta có hai phần. Thì với cái phần ôn tập cho kỳ kiểm tra cuối kỳ 2, cô chỉ giới hạn ở phần 1 của bài 26, đó là nội dung phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc. Và cuối cùng là phần lịch sử địa phương. Chúng ta sẽ ôn tập cái câu lịch sử địa phương là quá trình sáp nhập vùng đất Sài Gòn vào lãnh thổ Đại Việt. Câu lịch sử địa phương cũng là câu kết thúc cái nội dung ôn tập để kiểm tra cuối kỳ 2. Chúc các em làm bài thật tốt và đạt được kết quả như mong muốn. Xin chào các em.